91 trung tâm đăng kiểm ở 32 địa phương nguy cơ đóng cửa trong 3 tháng nếu các địa phương đồng loạt xét xử các vụ án liên quan đến đăng kiểm vào tháng 7. Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, cả nước có 2.474 đăng kiểm viên, trong đó có 1.414 đăng kiểm viên bậc cao. Tuy nhiên, hơn 900 người đã bị khởi tố liên quan đến vụ án trong ngành đăng kiểm. Theo đó, nguy cơ ùn tắc tại một số tỉnh thành và sẽ lan ra toàn quốc, đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị Thành ủy, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ quan liên quan tại địa phương, chuẩn bị các kịch bản kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra.